Đây là bài viết Chuyện sinh viên, CV ai cũng biết nhưng viết vẫn sai của tác giả Chuyện đi làm. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Thực ra mình cũng không định mở đầu blog bằng một vấn đề mà ai cũng biết, báo nào cũng viết. Google một cái là ra cả nghìn tỷ bài viết, rồi mẫu, rồi tips khác thể loại. Nhưng tại vì hôm nọ có đứa em gửi cho một cái CV nhờ sửa hộ, mà muốn điên đầu nên quyết định viết. Thêm một bài thì chả chết ai, có khi lại cứu sống được vài em sinh viên đang thất nghiệp, nên xin được vào đề luôn. 1. Hình thức là cần, nhưng không phải là tất cả. Mình thấy chắc phải đến hơn nửa trong số các bạn sinh viên mình quen, tốn trên 50% để tìm một mẫu CV đẹp, sáng tạo, nổi bật trước khi nghĩ về việc nên viết gì trong đó. Đầu tư về hình thức là cần thiết, nhưng đừng lãng phí thời gian để sa đà vào những thứ phù phiếm như thế. Ok, trừ khi bạn apply vào vị trí liên quan đến thiết kế hay là đồ họa, hoặc vị trí nào cần show kỹ năng thiết kế để gây ấn tượng với nhà tuyển dụng. Còn không, thì hãy sử dụng một mẫu CV đơn giản và tập trung vào nội dung nhà tuyển dụng sẽ đọc. Vì, chắc các bạn biết, tự thiết kế thì quê vì không phải dân chuyên nghiệp, mà thuê thì tất nhiên là tốn kém và thực sự là không cần thiết. Vậy nên, chỉ có 3 lời khuyên cho các bạn trong phần này. Chọn một mẫu CV đơn giản. Sử dụng Microsoft Word để tạo CV là ổn rồi, chứ cần dùng đến Photoshop cao siêu làm gì. Lời khuyên thứ hai, bố cục cân đối, sạch đẹp, dễ nhìn, dễ đọc. Chỉ nên sử dụng một loại phông chữ, chú ý phân ra thành các phần cho dễ nhìn, in hoa, in đậm mục tên, tiêu đề của từng phần. Và thứ ba là nhớ xuất bản sang PDF để gửi, vừa trông chuyên nghiệp, lại không lo sẽ lỗi phông hay là bị nhảy bố cục linh tinh. 2. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, hãy tập trung vào nội dung của CV. Các em sinh viên hay hỏi mình, làm thế nào để xin việc thành công? Câu trả lời chỉ có 3 ý nhỏ. 1. Hiểu về bản thân. 2. Hiểu về vị trí mà mình apply. 3. Hiểu về công ty mà mình apply. Và khi hiểu về 3 điều đó rồi, thấy 3 thứ đó hợp với nhau, thì điều duy nhất các em cần làm lúc đó là show off everything, that's all. Một bản CV tốt là một bản CV không có mẫu trên mạng. Bản thân mỗi người là một cá thể riêng biệt, nên chỉ bản thân chúng ta mới có thể tạo ra được bản CV tốt nhất cho mình. Thế nên, mình sẽ chỉ đưa ra một số lời khuyên để các bạn có thể định hướng vào viết CV thôi nhé. Đầu tiên, trước khi viết cần định hình lại về bản thân mình. Về học tập, thì học ở đâu? Cái này mình chắc cũng chả phải nói. Học như thế nào? Điểm số, thành tích, có được học bổng hay khen thưởng gì không? Về kinh nghiệm cũng là thứ quan trọng nhất, thì chỉ cần trả lời được một số câu hỏi sau là viết được thôi. Làm ở đâu? Làm vị trí gì? Vị trí đó là làm gì? Đạt được những kỹ năng thành tích gì ở vị trí đó? Những thứ bên trên có liên quan hay hỗ trợ gì cho vị trí bạn apply? Một số mục khác như hoạt động xã hội, các câu lạc bộ, tổ chức tham gia vân vân hay là giải thưởng chứng chỉ thì cũng tương tự. Lưu ý, nhà tuyển dụng cần gì thì mình show thứ đó. Thế nên, vị trí bạn apply cần gì thì hãy viết những kinh nghiệm của bản thân theo những ý đó. Và tiếp theo là bước viết tất cả những thứ ở bên trên và hoàn thiện. Bước này thì quan trọng nhất ở việc dùng từ thôi, và mỗi công việc sẽ có những cách viết riêng liên quan đến từ ngữ chuyên ngành, nên không thể đưa ra một số mẫu số chung được, chỉ có thêm một vài lưu ý như sau. Hãy dùng từ đúng, ngắn gọn, dễ hiểu, đừng lan man làm gì. Hãy sử dụng những số liệu như một sự chứng minh cho kết quả bạn đạt được, đừng chỉ nói suông. Trên đây là một số chia sẻ của bản thân mình về chuyện CV cho các bạn sinh viên, hy vọng sẽ giúp được các bạn phần nào. Mình thì có một file CV cá nhân, thực ra cũng chẳng dám nhận là CV tốt nhất hay là làm mẫu cho ai, nhưng mà mong có thể cho các bạn tham khảo đôi chút, bạn nào cần thì mình sẽ gửi pass nhé. Nếu có góp ý, thắc mắc hay cần mình giúp đỡ, đừng ngại ngần để lại comment hoặc nhắn tin cho mình nhé. Hy vọng rằng bài viết này sẽ có ích cho các bạn, và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh, bye!